Càng lên đó. Cứ tưởng tượng nhau đi. Được rồi, một anh đi. Chả 50 để làm cái đùa quá à. Đàn đùa. À, 50 ngàn mà để cái chai này gớm. Xin chào các bạn đã đến với kênh YouTube của Miu Seven. Mình là bác sĩ. Và mình là Miu Seven. Ok, và hôm nay mình sẽ đến với các bạn một màn thử thách mới. Đó là uống nước. Và đừng quên là chúng ta sẽ có phần thưởng tương ứng nha. Và hai đứa tụi mình và bác sĩ em. Đầu tiên tụi mình sẽ uống cái ly này. Ly này không có phần thưởng, là uống thử thôi. Mỗi đứa một ly. Sau đó mỗi đứa một chai. Chai cấp độ hả? Rồi tới chai này nó cao cao hơn miếng. Đó là phần thưởng ở đây là 10.000, 20.000 và tăng dần là cái chai cuối cùng nè. Uống hết chai này là được 50 nha. À, các bạn thông cảm là các bạn đừng có hỏi gì sao mà tiền thưởng hết vậy. Anh em tụi mình là kinh phí còn ít, tại vì thu nhập chưa có, kinh phí còn ít cho nên là phần thưởng chỉ nhiêu đó thôi. Và không chờ dòng nữa, bây giờ là tụi mình sẽ đi luôn vào phần thử thách đi. Ok, đồng sẵn sàng chứ bạn? Sẵn sàng. Dứt. Rồi, dứt phải không? Rồi, ok, let's go. Và bây giờ là tụi mình sẽ đi đòi cái này thì quá đơn giản à, không? Lâu người ta mới nhậu một lần. Bình thường. Rượu ngon, không có phần thưởng. Quá bình thường. Trời, chưa được giật da nha, chưa, cái này chưa phải của bạn đâu mà cũng chưa phải của tôi đâu nha. Đừng có ham. Ok, và tới cái chai này nha, để mua đâu ăn. Này không phải, cái này là cái gì đó, hột é. Ok, mời các bạn nha. Rượu ngon phải có bạn hiền, và rượu tôi ngon thì tôi có các khán giả. Này không có đá, nhưng có đá là lắc kêu luôn rồi. Đỏ luôn đời luôn đen nha. Chơi chơi kỳ. Mẹ lại nha. Cũng của mình luôn. Rồi. Trời ơi, thấy chua rồi đó. Chai này hay là em thấy đứng bụng đó. Làm luôn hả? Mạnh dữ. Để làm gì nữa? Không, đừng có thói quen xé tiền nha. Thấy gì là ghê té này nè lên. Sao bia mình uống được cả thùng mà nước mình uống dễ uống hơn mà uống được cả thùng ta. Với hai chai là thấy đúng một rồi nè. Đồ quá các bạn. Uống cảm giác uống bia mà sao uống được nhiều mà sao uống nước uống ít quá nhỉ. Đi. Lấy liền, phải lấy liền ta 20 đi. Hay là tiền thưởng ít quá nạn. Chắc anh nên thấy. Thử từ 200 anh em mình uống xong hết cái đống này lấy được nhiêu đây tiền thưởng là mai đi du học. Hay đi nhập viện. Không phải đi du học. Anh là một du học sinh đi ngoài ra nước. Anh là một du học sinh đi ngoài ra nước. Nửa chai các bạn, cố lên. Xíu nữa là có 20.000, 30.000 à, về. Ủa còn 50 đây sao? 50 nếu gắn được, không biết có gắn được. Nửa chai có tính 25.000 không? Nhưng mà gắn cái đầu thôi. Nửa chai có tính 25.000 không? Bây giờ cái bạn cầm máy quay, cái bạn đó là bạn ban tổ chức luôn, để mình hỏi cái bạn đó thử coi. À, nếu mà tụi mình uống nửa chai thì có cho 25.000 không? Rồi có tiền thoại không? Có luôn á. Trời ơi, tiền bạc thiếu gì. Tiền không nhiều chứ lẹ lầy. Tiền bạc mình không thiếu nha. Nhà có điều kiện mà. Đường Đường là một YouTuber nổi tiếng mà. Có tiền. YouTuber nổi tiếng có mình quên mất mẹ. Không, nó chỉ không có được, tụ hết. Đâu có cần. Cho nên là thử thách mà.
Vậy đâu phải dễ kiếm tiền không nha, không nghe thầy Huấn bảo ạ. Phải trải qua cay đắng, ngọt bùi ạ. Cũng ra xã hội cũng có tiền được ạ. Liều thì ăn nhiều, không liều thì ăn ít. Ít đấy. Nếu thành công thì phải trải qua đắng cay ngọt bùi. Nếu cảm thấy không nổi thì 30 hóa ra về, vui vẻ ra về, không đi nổi. Ngoài ra nước. Các bạn thấy không? Thấy cái tờ tiền nó bay mà mình cầm luôn á. Nhưng mà nó không phải của mình, chưa phải của mình. Chưa phải vô của mình, cho túi mình nữa. Đỏ quá, đỏ quá. Đỏ quá. À, cạn ly nè. Cứ tưởng tượng như nhau đi. Rồi một thanh niên. Thật lưu quá rồi. Còn có tí à các bạn ơi. Một thanh niên là thắng. Ôi. Hai trùng chùa quá các bạn ơi. Quá hay. À, quá giỏi. Cái chuyện nhỏ kìa. Chính là một trùng chùa. À quên. Không lấy. Quên được đó, cái đó quên được đó. Không, cái này cái gì này không được. Ok, và tụi mình đã vượt tới bán kết, vượt qua được bán kết. Vượt tới cái vòng bán kết đấy. Giờ hiện tại tụi mình sẽ tiếp tục bước vào vòng chung kết. Cái này là hơi bự. Nắm được không? Ừ. Được thôi, đừng có. Thôi nên nói rồi. Chắc đi. Chơi tiếp. Thế là ông tới, xong mê mày xong nhớ. Ok, bạn có lời mời, mình có lòng muốn. Rồi. Bạn này xuống đi. Xé tiền trước được không anh ơi? Không được. bớt khôn lại đi. Em xé tiền trước lấy cái thần anh. Không, bớt khôn lại đi. À, khôn vậy, quê tao nó xích hết rồi. Và bây giờ là tới vòng chung kết. Giải thưởng lên đến 5 tỷ đồng. Dừng. Bình này 1 lít rưỡi đó nha hai anh em. Đi tụng đang đi. Chuẩn bị kêu xe. Chụp tụng muốn hút sổ. Này cần đi hút sổ. Phải hút hút đồng thôi mà tụng. Không, giờ móc ói có gì đâu. Khoa học được chứng minh là cơ thể là 75% là nước mà. 75% là nước. Còn 35% còn lại là gì? 35% còn lại là shit. Đúng là thật. Bắt đầu. Nói gì rồi, rồi. Đi vậy? Rồi. Chị em đi trước nha. Chị không nổi rồi. Thanh niên kia xuống nhà ấy à. Anh cơ. Anh cơ. Là nhiều có đi á. Đỏ bớt được mình. Chơi vậy ai chơi. Chơi vậy ai chơi lại. Đúng không? Mình chơi thì cái gì cái phải đàng hoàng mà chơi cho nó đẹp. Lợi dụng người ta đi và đổ bớt. Má nãy giờ mình uống cái chai nhỏ uống hoài không hết. Giờ tự nhiên cái nó đi mình đổ cái tới đây nó lên nó nói được. Sao rồi anh em? Không? Thôi không chịu nổi nữa. Không lấy nước đó được 50 ngàn nữa đâu. Anh uống được anh uống đi. Lấy đi. Nếu vậy. Ví dụ giờ giảm tầm 500 lên uống nổi không? Cố gắng thì được. Thì khôn vừa thôi. 500 mà chắc má phải uống hết rồi. Phải cố gắng thì được. Ok, kính thưa quý vị khán giả là mình tất nhiên là tờ 50 này mình cũng không thể lấy được đâu. Nhưng mà mình vẫn tiếp tục uống để coi khả năng mình tới được tới đâu nữa. Còn bạn kia thì bạn nghỉ rồi. Bác sĩ nó nghỉ rồi. Đúng rồi rồi. Không giờ nếu mà không uống nữa thì đứng bên bển để cổ vũ cho mình nữa. Để mình nữa. Cường ơi, đừng hỏi. Cường này dữ ha. Cường dữ, càng dữ. Chắc qua giờ chưa uống nước anh rồi.
Quá vậy lại bụng uống nước không mà nó ngộ nha, mình uống bia thì uống được cả thùng thùng cả thùng thì mình uống hết đâu, nhưng mà kiểu như 2-3 thằng một thùng là quất lát hết đó. Rồi sao mà nước cho mình uống được có nhiêu đó rồi lắm, nhưng mà nói gì chứ cũng nhiều lắm chứ bộ. Thôi đầu hàng, đầu hàng thôi, đầu hàng vô điều kiện chả lòng chục một đại lạc trong chua quá à. Anh vô hai lòng chục nghèo để cái chai gớm. Rồi anh Cường cho xin cảm nhận sau khi uống gần 1.5 lít nước rất là no mấy bạn ơi, nó no mà nó dồn vô trong cái bụng mà mất ói, chứ còn nước thì dễ uống chứ không có gì khó uống hết á. Mà uống khó á, nói chung là khó uống và mất ói vậy thôi. Rồi thanh niên này nói chung là uống vô thì bụng có đời dở lên cổ họng á, ói lắm, khó chịu lắm, nói chung là khó chịu, khó uống nổi đấy, chai cứ 50 ngày tao. Nhưng mà nói chung là có tiền là vui rồi. Có tiền là ai 30 nha. Ok, vào một video thử thách vui của tụi mình, và tụi mình cũng xin kết thúc video tại đây nha. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ like, subscribe và chia sẻ cho kênh YouTube của mình để tụi mình có động lực làm tiếp những video sau. Và các bạn đừng quên góp ý cho tụi mình hoặc là comment ở cái phía dưới, gợi ý cho tụi mình một số ý tưởng để tụi mình lấy đó tụi mình làm video đi. Ok, xin cảm ơn tất cả các bạn.